anh cẩn thận đấy. Yên tâm đi, Marcus giữ chữ tín lắm. Tới chiều thì tiền sẽ vào tài khoản, nhớ kiểm tra đấy, được rồi. Ok. Marcus giấu phần thân súng Angio ra phía sau. Đã rõ. Jason, mau di chuyển qua bên kia cầu. Chúng ta tấn công từ cả hai hướng. Jason, Trương Thần là sĩ quan hướng dẫn của chúng ta, phải nghe lệnh. Đã rõ. Jason, giấu mình hoàn toàn đi. Giấu cả súng của cậu nữa, đã rõ. Vị trí phục kích rất tốt, chờ ở đó, đừng ở yên đó. Mục tiêu đang ngồi ở giữa hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce. Phát súng đầu tiên phải bắn trúng động cơ. Jason, nghe tiếng súng cũng đừng lộ vị trí của mình. Đã rõ. Đến giờ biểu diễn rồi. Đi thôi, đạn thật thà. 450 về hướng đông nam, cao 30, cách 700. Hành động, đi thôi. Tập trung hỏa lực về hướng đạn phát sáng. Hỏng rồi, có hệ thống chống bắn tỉa. Marcus, đây không phải là diễn tập. Ngừng bắn, ngừng bắn. Marcus, anh mở công ty an ninh, nhưng bây giờ anh lại đang giết người, tôi đang cứu người. Trương Thần, bắn đi, nếu không tôi sẽ mất mạng đấy. Jason, bắn đi.
Các anh tuyệt quá, cảm ơn nhé. Hành động giải cứu rất ngoạn mục. Trương Thần, chiến thuật của anh hiệu quả lắm. Jason, cái gì? Quay lại. Tao sẽ để ý mày đó. Trương Thần, hôm nay anh đã cứu mạng tôi. Anh yên tâm đi, tiền lương sẽ trả gấp đôi. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ huấn luyện thôi. Phải. Cho nên súng của anh toàn là đạn tập dược thôi. Nhưng anh giỏi đến vậy. Chỉ làm huấn luyện viên chiến thuật thì đáng tiếc quá. Hay anh gia nhập công ty an ninh của chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Quân tử thích tiền, nhưng phải trong sạch. Người anh em, tôi mời thật lòng đấy. Tôi sẽ chia sẻ với anh mọi thứ tôi có. Không cùng lý tưởng thì khó mà đi chung. Lão Trương, báo cho anh một tin tốt này. Tiền trong tài khoản tăng gấp 3 rồi. Sau này, đừng hợp tác với mấy người Marcus nữa. Sao vậy? Họ thanh toán tiền nhanh nhất đó. Hơn nữa còn đưa dư luôn. Dư bao nhiêu thì em trả lại hết cho anh ấy đi. Em biết nguyên tắc của anh. Trừ việc huấn luyện, anh không nhận việc gì khác. Nói chi là đi giết người. Anh bị lừa rồi đó. Em nói anh này, em không định trả anh ta số tiền này đâu. Đảng Xanh luôn giữ quan điểm ủng hộ người tị nạn, đã gửi một bản đề xuất đến các nghị sĩ liên bang, yêu cầu đón 5.000 trẻ em và về nước. Theo báo cáo của Europol, những người tị nạn đang mất tích chiếm khoảng 5% số người được tiếp nhận. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề về chính trị và xã hội. Hiện nay, đợi đã. Chào tổng biên tập. Khoan đã. Đã đồng ý cho tôi đến trại tị nạn phỏng vấn rồi mà. Sao lại đổi ý chứ? Demi, cô có muốn uống nước không? Công việc của tôi là tìm ra sự thật. Tôi đã điều tra các thứ liên quan rồi. Lần này tôi chỉ cần thu thập thông tin sâu và toàn diện hơn thôi. Chuyện gì vậy?
chụp vài bức ảnh ở đây. Bên này này. Vâng, để tôi. Cảnh sát đã phong tỏa cây cầu và giải tán đám đông. Theo thông tin được biết, chiếc xe của phóng viên đã bị tấn công. Nếu không còn vấn đề gì, tôi sẽ cử người đưa cô về nhà. Hôm nay cô cũng bị hoảng sợ rồi, đến ngày mai lại đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Cảnh sát Charlie, chuyện này là do sát thủ chuyên nghiệp gây ra đúng không? Chắc chắn không phải là tai nạn. Không thể là chuyện ngoài ý muốn được. Chờ cô bình tĩnh lại thì chúng ta nói tiếp nhé. Khoan đã. Anh biết tôi là phóng viên mà. Anh có thể cho tôi biết sự thật. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo. Không không, đây không phải là chuyện thông thường. Tôi phải là người đầu tiên biết ai muốn giết chúng tôi chứ. Đạn xuyên giáp 12,7mm. Phát súng đầu tiên trúng động cơ, khiến xe dừng lại. Phát súng thứ hai giết hai người, và phát súng thứ ba giết chết một người. Phát súng thứ tư bắn trúng lốp xe. Phát súng thứ năm thì bắn lệch cô. Bây giờ tôi phải đi rồi. Điều tra người này giúp anh đi được. Anh hai à? Một tờ giấy, một cọng lông. Anh bảo em làm sao mà tìm? Còn có người em không điều tra được sao? Em nghĩ cách đi chứ. Thật ra, tìm cách thì được. Nhưng chúng ta vạch trần Marcus như vậy, không tốt lắm đâu. Dù sao thì người ta trả tiền rồi mà. Em có thể sống mơ mơ hồ hồ, nhưng anh không thể để họ lợi dụng một cách mù quáng được. Đi điều tra liền đi. Được thôi. The news car that was attacked lost control after it was attacked by a large caliber weapon. It was confirmed that three people were killed at the scene. The victim was a driver from the Aki Times. The reporter Daniel Lewis got greatly shocked. The gunman has fled. 12.7mm armor-piercing bullets. The engine was hit by the first bullet. Phát súng đầu tiên bắn trúng động cơ. Sao lại giống giáo trình của anh quá vậy? Không phải là học trò của anh chứ? Học trò của anh đều làm nhân viên an ninh thôi. Có người dân đã phát hiện người này. Anh lên TV kìa. Lão Trương, anh nhận phi vụ giết người hồi nào vậy? Có lẽ cô gái này biết. Gì cơ? Sao họ phải giết nhiều người như vậy? Hơn nữa còn dùng cách của anh nữa. Mau rời khỏi đây thôi. Chẳng phải anh vừa bị truy nã thôi sao? Sao lại dữ vậy? Đừng nói nhảm nữa. Mau, mau lên. Đứng lại. Mời. Cảm ơn. Ai hãm hại anh vậy? Bây giờ anh bị truy nã, muốn đi cũng không đi được. Cảnh sát tới nhanh quá. Anh hai, bây giờ vấn đề quan trọng là chúng ta nên làm gì đây?
hay em liên hệ thử, chúng ta lén. Chúng ta lén vượt biên. Em muốn anh có tiền án, trở thành tội phạm bị truy nã à? Còn cô phóng viên bị ám sát đó, rốt cuộc là thế nào? Cô ấy bị ám sát thật hay chỉ là vì muốn hãm hại anh? Em hiểu ý anh. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật địa phương. Em đang yên ổn ở nhà mà phải đi góp vui với anh, kích thích quá trình. Tìm được rồi. Demi Lewis, phóng viên của tạp chí IK, 26 tuổi, nhóm máu B, đang thuê nhà số 426 phố Manzoni. Chú ý, trên đường có mấy người khả nghi. Lão Trương, anh làm gì vậy? Họ đông lắm, anh cẩn thận đấy. Trên phố Manzoni xảy ra một số năm, hãy mau chóng tới hiện trường. Đã rõ. Hey. Hey. Trong nhà cô không an toàn, rời khỏi đây đi, ngay lập tức. Không, không. Đừng qua đây, đừng. Đừng qua đây, đừng. Tại sao? Tại sao anh muốn giết tôi? Đúng là phiền phức mà. Rời khỏi đây ngay đi. Mấy người này tới giết cô đó. Mau lên. Không, không. Ôi trời ơi, anh là ai? Anh là ai? Sao anh lại muốn giết tôi? Anh là ai? Chuyện gì thế này? Anh là ai? Đứng yên, đứng yên. Đừng tới đây, đừng tới. Nếu tôi muốn giết cô đã biến thành cái xác lâu rồi. Cô biết không, anh hai, anh sẽ không trói cô ấy lại chứ. Em bớt nói đi.
Anh ở yên đó. Tôi bị người ta hãm hại. Lúc cô xảy ra chuyện, tôi còn đang ở khách sạn cách đó 50 km. Ai muốn giết tôi chứ? Đây cũng là điều tôi muốn hỏi cô đấy. Vụ đấu súng gì đó ban ngày là nhắm vào tôi à? Cô cảm thấy sao? Gần chỗ anh có cảnh sát đang đến. Mau bỏ xe lại. Lái xe sẽ thu hút sự chú ý. Khoan đã. Tốt nhất cô nên hợp tác chút đi. Nếu không tôi sẽ bắt cóc cô thật đó. Đội số 5 đã đến gần phố Manzoni. Xuống xe. Sơ Ngũ, chúng ta đi đâu vậy? Anh dẫn cô ấy đi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Em qua tiếp viện chút đi. Đừng nói nữa. Được thôi, tổ tông của em. Nghĩ kỹ lại đi. Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai? Là ai muốn giết cô? Tôi đắc tội nhiều người lắm. Tôi là phóng viên mà. Tự biết mình quá nhỉ. Đây là... Anh đang khen tôi đó hả? Tôi đang cười nhạo cô đó. Biết mình đắc tội người ta rồi mà cứ hiên ngang như vậy. Tôi là một phóng viên mà. Đó là công việc của tôi. Vậy bắt đầu từ người cô tiếp xúc phỏng vấn gần đây đi. Tôi giúp cô nhớ lại. Đúng là phiền phức mà. Gì vậy? Lên xe. Lão Trương à, anh dẫn cô ấy theo như vậy à? Còn chưa biết là ai muốn giết cô ấy. Bạn gái anh à? Cậu sự thôi. Ừ đấy. Gì cơ? Ôi trời ơi. Nơi tồi tàn nào thế này? Chúng ta tới đây làm gì chứ? Đám cảnh sát này cứ bám mãi. Trước đây cũng đâu thấy họ chăm chỉ vậy bao giờ. Anh không chạy thoát đâu. Chắc chắn cảnh sát sẽ tìm được anh. Thậm chí còn liên lụy tới bạn của anh nữa. Tôi cũng đâu tính chạy. Bị cảnh sát tìm được thì càng chết nhanh hơn nó. Tôi cũng vậy. Tại sao chứ? Có phải cô bị ngốc không? Anh ấy bị hãm hại. Người muốn giết cô có thể là người hãm hại anh ấy. Nếu anh ấy vô tội thật thì càng nên phối hợp với cảnh sát chứ. Chị hai à, vấn đề cô nghĩ tới. Cô cảm thấy bọn người đó không nghĩ tới sao? Nếu bây giờ tìm cảnh sát, cho dù anh ấy có giết người hay không thì cũng bị giam giữ ngay lập tức. Hơn nữa anh ấy còn là người nước ngoài. Theo hệ thống pháp lý của các cô sẽ rất phiền phức. Tôi có thể giúp hai người mà. Cô tự giúp bản thân mình trước đi. Tôi đã đọc các bài báo gần đây của cô. Toàn bộ đều nói về vấn đề người tị nạn. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, tất cả tài liệu tôi điều tra về vấn đề người tị nạn mất tích đều nằm trong máy tính ở nhà tôi rồi. Hỏng rồi, hỏng bét rồi. Người tị nạn mất tích à? Tại anh hết đó. Đó là tâm huyết suốt nửa năm trời của tôi đó. Ngày mai tôi còn phải đến trại tị nạn một chuyến. Cô khoan nói đã. Điều tra tổ chức buôn người thử xem. Buôn người à? Ừ. Đó là mò kim dưới đáy biển đó. Hơn nữa, vấn đề dân tị nạn là vấn đề quốc tế. Mạng lưới liên quan đến lợi ích rất lớn. Trong thời gian ngắn không thể làm rõ được đâu.
cô nói xem, một cô gái như cô viết chút gì đó về món ăn, du lịch, không tốt sao? Cứ đòi điều tra dân tị nạn, nhưng tôi là một phóng viên mà. Trách nhiệm của tôi là chăm nom dân sinh, xã hội, phải moi ra những thông tin chính xác. Vậy cô cứ tiếp tục phát huy sở trường đi, tài liệu bị mất thì có thể điều tra lại. Các người muốn đi với tôi hả? Ừ. Cô đừng tìm tôi mãi. Tôi không thể nói riêng những điều này với cô được. Tôi nghĩ anh nên nói ra. Điều này liên quan tới rất nhiều người, rất nhiều trẻ em. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô được. Tại sao chứ? Sao em không được đi điều tra cùng hai người? Em không bị truy sát, cũng không bị truy nã. Bây giờ em không lộ diện được. Ngoan, nghe lời đi. Anh hai à, phải điều tra đến lúc nào mới xong đây? Giờ Demi đã có manh mối, còn hơn chúng ta mò kim đáy bể. Nghe lời đi. Ra khỏi nhà tôi ngay đi. Bình tĩnh nào. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người và trẻ em. Tôi không muốn thấy cô nữa. Cút đi. Vẫn ổn chứ? Tặng cô cái điện thoại mới này đó. Cô có thể sao chép dữ liệu trước đó từ đám mây về điện thoại mới. Cảm ơn anh. Năm ngoái cô từng làm tình nguyện viên trong trại tị nạn phải không? Đúng vậy. Trong một năm cô làm ở đó, đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích của người tị nạn, hầu hết là trẻ em. Vậy cô có nhớ tình hình cụ thể lúc đó không? Tôi còn giữ một số hình ảnh. Cô xem. Amina. Trước đây tôi từng gặp cô bé trong trại tị nạn. Cô có từng gặp cô bé không? Cô bé đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế Big Bella. Sau đó thì chuyển viện rồi. Tôi không có tin tức nữa. Trung tâm y tế Big Bella à? Đúng vậy. Xem cái này đi. Trung tâm y tế Big Bella là bệnh viện chuyên hỗ trợ người tị nạn. Đúng vậy. Nói vậy tức là có rất nhiều người từng đến đó. Đúng vậy. Nằm xuống. Ở yên, đừng nhúc nhích.
Mau, mau lên. Mau, theo sau tôi. Ôi Chúa ơi, mau đi thôi. Theo sát bên tôi. Đi. Anh không cần phải giúp tôi mà. Tôi cũng không có tiền trả cho anh đâu. Tôi cũng vì giúp bản thân mình thôi. Phải có ai đó tìm ra sự thật chứ. Cô thì sao? Tại sao? Điều tra những chuyện này dễ gặp họa sát thân làm đó. Tôi nghĩ thế giới này không nên như thế. Nếu cả phóng viên cũng không dám can đảm nói ra sự thật, vậy thì thế giới này hỏng bét thật rồi. Không có quy tắc thì không làm được gì. Cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể làm chuyện xấu được. Chính nghĩa thì cho dù không có tiền, có liều mạng cũng phải làm. Quy tắc à? Quy tắc chính là đạo nghĩa, là phải gìn giữ công bằng, bảo vệ kẻ yếu, chỉ mong không thẹn với lòng. Đi thôi, rời khỏi đây đã. Anh bảo vệ cô ấy dữ vậy, sao chưa từng thấy anh ân cần với em chút nào hết. Lúc chùi nước bọt cho em anh cũng dịu dàng lắm mà. Cút. Mời dùng ạ. Cảm ơn. Mai em về nước đi, em đừng dính vào chuyện này. Buôn người toàn là mấy kẻ liều mạng. Họ có thế lực rất lớn. Hơn nữa còn toàn làm những chuyện vô đạo đức. Tuy rằng em không ủng hộ việc điều tra, nhưng trước giờ em chưa từng muốn bỏ đi. Anh có thể tự xử lý được. Trương Thần, anh làm vậy là sao? Chúng ta đi đâu ở đâu? Bọn họ đều tìm được. Anh tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm đâu. Một mình anh thì làm sao đối phó? Em hỏi anh đó. Cô ấy nói đúng đấy. Nếu được thì hai người nên rời khỏi đây đi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cảm ơn. Cảnh sát có thể bảo vệ cô. Cũng có thể bảo vệ những người dân tị nạn đó sao? Những người bị mất tích thì làm sao đây? Bây giờ chúng ta chỉ tìm được một phần hồ sơ của người bị mất tích. Cô nghĩ kỹ lại xem, còn có thể tìm chứng cứ thuyết phục hơn từ các nguồn khác không? Còn nữa, chắc chắn trung tâm y tế Big Bell là sẽ đó. Có nhiều hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân hơn. Phải đó,
nếu hai thông tin này trùng khớp nhau. Vậy chúng ta có thể tìm được căn cứ của họ rồi, nhưng hồ sơ chữa trị không công khai ra ngoài. Vậy làm sao lấy đây? Chúng ta tự đi lấy. Chào buổi sáng. Để em đi. Em tới làm gì? Chuyện này đâu liên quan gì tới em. Em làm gì vậy? Anh đã nói là không liên quan tới em mà. Chỉ cần là chuyện liên quan tới an toàn của anh thì đều liên quan đến em hết. Anh cần em giúp đỡ mà. Không cần. Cút. Benny lên xe đi. Họ là ai vậy? Không biết. Yên tâm, có tôi ở đây. Này, cô là bác sĩ mới tới sao? Nói theo tôi là Demi, bác sĩ thực tập mới tới. Ừ, tôi là Demi. Mới tới thôi. Anh là ai thế? Có thể gọi tôi là Jasper. Sao anh lại ở đây vậy? Demi, bịa ra một lý do đi. Cứ lừa phỉnh cho qua là được. Ồ, bộ râu của anh trông ngầu ghê. Tôi thích đàn ông lớn tuổi hơn mình. Cô có biết đây là phòng lưu trữ không? Cố bình tĩnh, đừng nói nhảm. Tất nhiên là tôi biết chứ. Cô có quyền vào đây không? Tất nhiên là tôi có rồi. Amina. Không sao chứ, tài liệu.
tôi đang ở bãi đậu xe trên sân mau thượng. Lên. Đi mau đi. Lên xe. Chẳng phải bảo em về nhà rồi sao? Ai cho em tới? Em thích anh đó được không? Em biết. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Đồ ngu ngốc. Lại để cô gái đó tìm được tôi. Đần thật. Họ là ai vậy? Có lẽ là người chúng ta muốn tìm đó. Ai cơ? Cẩn thận. Nắm chặt lấy. Ôi Chúa ơi. Dừng xe, dừng xe. Đừng để chúng sống. Đưa súng cho tao. Khoan đã, khoan dừng xe, dừng. Ôi Chúa ơi. Nổ chết chúng đi. Vậy mà còn không chết.
đưa súng cho anh. Anh có bị điên không? Bắt được người phía trước thì nghi ngờ gì cũng được giải đáp. Em lái xe đi. Ôi chúa ơi, anh muốn chết à? Ôi chúa ơi, đàn ông mà adrenaline lên cao thì thật đáng sợ. Mau xuống xe. Ngồi trong xe, đừng cử động. Ôi chúa ơi. Buông vũ khí xuống và giao tập tài liệu ra đây. Đưa tôi tập tài liệu. Cút đi. Cầm lấy. Lên xe ngay đi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống. Một khi bọn anh nổ súng thì hai người rời khỏi đây ngay. Lên xe đi. Demi, đi thôi. Mau. Sơ Ngũ, bọn họ là ai? Đến thì không có ý tốt đâu. Nói như vậy, những rắc rối tôi gặp mấy ngày nay đều do anh sắp đặt. Anh vẫn chẳng thân thiện gì hết. Nhưng rất cảm ơn anh đã nể mặt tôi. Biết nắm bắt thời cơ mới là anh hùng. Chẳng lẽ anh Marcus sẽ để tôi đưa người này đi sao? Tất nhiên. Nếu vậy thì tôi chỉ đành bắn anh thôi. Cho nên bây giờ là sao vậy? Công ty an ninh lại bắt đầu giết người à? Luôn phải mở rộng kinh doanh mà. Tôi biết đây là một hiểu lầm thôi. Cho nên tôi mới muốn nói chuyện với anh. Tôi bị cảnh sát truy nã cũng là hiểu lầm sao? Dùng phương pháp huấn luyện của tôi để giết người. Anh xuất sắc đến vậy. Công việc trải dài khắp thế giới chẳng có gì kỳ lạ, đúng không? Chỉ trách anh bất cẩn quá thôi. Chủ của anh ấy thuê tôi giết anh. Nhưng chỉ cần bây giờ anh rút khỏi chuyện này, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Tôi sẵn sàng giúp mọi người giải tỏa hiểu lầm. Nghe hay đấy, nhưng đối phương có chịu không?
tôi sẽ cố hết sức. Còn người bạn đó của anh cô ấy đừng tìm hiểu chuyện này nữa, hủy tất cả tài liệu hoặc giao cho tôi. Thì có thể quay về tiếp tục cuộc sống yên lành. Không, anh không được quyết định thay ông chủ. Anh chỉ là sát thủ ông ấy thuê thôi, anh vượt quá giới hạn rồi. Marcus, anh ấy nói đúng. Anh quá ngây thơ, mà còn cảm thấy tôi ngây thơ. Như vậy đã đủ thành ý chưa? Anh cắt đứt manh mối duy nhất của tôi. Anh có thể hỏi tôi mà. Tôi không có thói quen mượn tay người khác. Nhưng cũng không từ chối ý tốt của người khác. Tôi sẽ giúp anh giải quyết những rắc rối. Chỉ cần anh chấp nhận lời mời của tôi, cảm ơn, tôi sẽ đền bù tổn thất cho anh. Được, tôi đợi được. Vậy người bạn của anh? Không, chúng tôi không phải là bạn. Chuyện của cô ấy tôi không quyết định được, nhưng tôi sẽ truyền đạt ý anh cho cô ấy. Được, tôi đợi tin tốt của anh. Nhưng phải nhanh lên đấy. Hủy tất cả tài liệu hoặc giao chúng cho tôi. Thì có thể quay về tiếp tục cuộc sống yên lành. Không, anh không được quyết định thay ông. Rốt cuộc người vừa rồi là ai? Anh ta có liên quan gì với chuyện dân tị nạn? Demi, cô đừng cố chấp nữa được không? Chuyện dân tị nạn mất tích lớn như vậy, chúng ta không gánh nổi đâu. Anh không hỏi anh ấy bọn trẻ ở đâu sao? Ai giết Jacqueline cũng chưa biết mà. Cho dù anh ấy hỏi, người ta cũng không nói đâu được chứ. Cho nên đây là đạo nghĩa mà hai người nói à? Được, được thôi. Anh kiên trì với đạo nghĩa của anh. Tôi làm phóng viên của tôi. Chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Anh ta luôn muốn tôi làm việc cho anh ta. Đó là sự thật. Nhưng tôi không thể vào công ty của anh ta. Tôi nói vậy rõ ràng rồi chứ. Hiện giờ chỉ là giao dịch lợi ích thôi. Chúng tôi đã toàn thân dính bùn. Khó khăn lắm mới bò ra khỏi vũng bùn. Phải nắm lấy cơ hội này. Tôi sẽ không bỏ chuyện Amina lại. Cho dù chỉ còn là cái xác tôi cũng phải tìm. Demi, cô bình tĩnh. Vì sao phải bình tĩnh chứ? Ít nhất tôi sẽ không bao giờ bán linh hồn cho ma quỷ. Lên xe trước đi, đừng chạm vào tôi. Thưa quý khách, chào mừng bạn đến với chuyến bay của Oman. Thời gian bay của chúng ta là 1 giờ. Chúc bạn có một chuyến bay vui vẻ. Cảm ơn bạn. Lão Trương, anh để một cô gái đi làm chuyện. Nguy hiểm như vậy một mình à? Mất mặt đàn ông thật đấy. Cô ấy đi riêng sẽ an toàn hơn. Marcus nhắm vào anh. Anh tự tìm lý do cho mình thôi. Mất mặt quá đi.
quan hệ hai người tốt vậy từ hồi nào thế? Anh bảo em tìm gã có sợi lông trên mặt. Em tìm được rồi. Bây giờ anh không có tâm trạng nghĩ tới hắn ta đâu. Anh hai à, anh có ngốc không? Hắn ta có liên quan đến ma cờ sở. Anh chắc là anh không muốn biết thân phận của hắn ta sao? Đây chính là người hôm đó, anh và Marcus cứu phải. Anh ta là Yuri, người đứng đầu của vùng đất tự do, tổ chức buôn người lớn nhất châu Âu. Giữa anh ta và Marcus, chắc không đơn giản chỉ là quan hệ làm ăn đâu. Đừng quên là tôi đã thuê anh. Tôi bảo anh giết ai thì anh giết người đó. Vậy mà anh dám, anh là đồ ngu, dám tự quyết định thả cô ta đi. Do tôi quá lỗ mãng. Tốt nhất anh phải nhớ sai lầm lần này, còn cái chết của Jack nữa, đó là con chó tốt nhất của tôi trong bệnh viện. Vô cùng xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Nào nào, chúng ta chụp một bức ảnh nhé, chúc chúng ta hợp tác thành công. Nào nào. Hợp tác vui vẻ. Mau lên, đừng lề mề. Đi. Marcus. Đúng là tôi không nhìn lầm về tham vọng của anh mà. Ôi Billy. Tôi quên mất rằng hai người sắp giao dịch ở đây. Không sao. Giao dịch với anh cũng như nhau thôi. Nào. Đôi mắt này đẹp quá. Đã so sánh khớp dữ liệu chưa? Nhưng mà... Khách hàng của tôi đã chờ nó tới mất kiên nhẫn rồi. Anh biết, một đôi mắt thích hợp không dễ tìm đến thế mà. Này này này, đã nói là giao dịch mà. Sao lại thành cướp rồi, Marcus? Sao anh lại dám? Sao anh lại dám? Không phải tôi, mà là Yuri. Tôi chỉ không muốn ai biết chuyện xảy ra hôm nay thôi. Chỉ trách anh tới sớm quá. Con người thì không đáng tiền. Chỉ khi trở thành linh kiện thì mới đáng tiền. Demi điều tra vụ dân tị nạn mất tích. Yuri chỉ muốn giết cô ấy. Thế là anh ta tìm Marcus. Marcus dùng phương pháp của anh để giết người. Sau đó báo cảnh sát, vu oan cho anh. Muốn ép anh vào đường cùng.
anh ta lật lọng, biến anh thành kẻ giết người, kéo anh xuống nước, như vậy mới dễ để anh ta lợi dụng. Vì để có được anh, đúng là anh ta không từ thủ đoạn nào cả. Người thuê mình cũng dám lợi dụng, anh ta vừa không giữ lời vừa vô đạo đức, anh không thể đồng lõa với anh ta được. Lão Trương, anh qua nhìn xem. Theo tuyến đường mất tích mà Demi đã tổng hợp trước đó và tài liệu về đặc điểm của người mất tích, tổng hợp lại, em tìm thấy rất nhiều thông tin về nạn buôn người trên các web bất hợp pháp. Những kẻ thu mua trẻ em Trung Đông đều có liên quan đến tổ chức tự xưng là vùng đất tự do này. Lão Trương, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Gì cơ? Anh còn giả vờ cái gì? Bây giờ chúng ta đã biết kẻ đứng sau là ai rồi. Cho dù về phương diện nào, chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng. Anh quyết định đối đầu với chúng thật sao? Nếu không làm thì có lỗi với hai chữ đạo nghĩa này quá. Dù sao chúng ta cũng bị cuốn vào rồi. Chào cô, chúng tôi nghỉ làm ngày mai lại đến nhé. Không không, tôi là phóng viên, tôi được cấp quyền. Tôi chỉ tìm vài tài liệu thôi. Xin lỗi. Chào cô Demi Lewis. Cảnh sát Charlie, sao anh lại ở đây? Tổ chức buôn người vùng đất tự do này đã di chuyển và mua bán gần 10.000 người tị nạn trong 3 năm. Thông qua Trung tâm Y tế Big Bella, thực hiện khoảng 100 vụ mua bán nội tạng. Tất cả bằng chứng và tài liệu đều ở đây. Hơn nữa, gần đây lại có một nhóm phụ nữ và trẻ em sắp bị giao dịch. Anh phải cứu họ. Demi Lewis, đầu tiên tôi phải thay những người tị nạn. Thay chính phủ của chúng tôi cảm ơn cô, cảm ơn sự kiên trì của cô. Cục Cảnh sát sẽ điều tra sự việc này và bắt giữ những người có liên quan ngay. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo sự việc này. Xin anh hãy giúp đỡ. Tất nhiên rồi, mọi bằng chứng đều là công lao của cô. Tạm biệt. Chào Marcus. Tôi lấy được chứng cứ rồi. Marcus, anh phải nhớ, đây là anh nợ tôi đấy. Là tôi đây.
Cô bị điên sao? Giao chứng cứ cho cảnh sát rồi, anh không thấy hết sao? Kết quả thế nào? Cảnh sát đang nói dối. Đồ ngốc, đã bảo cô đừng điều tra nữa mà cô không nghe. Rõ ràng anh cũng tự mình điều tra, là vì cô không tin tôi tin tưởng cô, nên muốn tự mình tìm đường sống. Đạo lý đơn giản vậy mà cô không hiểu sao? Đầu óc người phương Tây thỉnh cận. Im đi, đừng mắng tôi bằng ngôn ngữ tôi không biết. Không tồi nha, còn biết là tôi đang mắng cô nữa. Sơ Ngũ, đi mau. Sơ Ngũ. Tôi không vô dụng như anh nói đâu nhé. Tài liệu đưa cho cảnh sát đều là bản sao thôi. Bản gốc hai ngày nữa sẽ gửi đến tòa soạn. Là vì tôi nghi ngờ cảnh sát, tôi mới thăm dò họ thôi. Bạn nhỏ này thông minh đấy. Lão Trương, anh nhìn người ta kìa, suy nghĩ chu đáo biết bao. Cái này cũng là thông minh à? Tôi thấy là thiển cận đó. Hai cô đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Phải rồi, tài liệu điện tử đều ở đây. Mấy ngày nữa tôi sẽ viết một bài báo. Phải vạch trần tất cả mọi chuyện trong một lần, không được để bất kỳ ai có cơ hội che giấu và lẩn trốn. Khó chấp nhận nhất là cảnh sát và tội phạm lại cấu kết nhau. Thật kinh tởm, lòng tham có thể khiến người tốt biến thành người xấu, lương tri cũng có thể biến người xấu thành người tốt, đạo nghĩa là tiêu chuẩn đo lường thiện ác. Tài liệu này, tôi sẽ gửi cho cảnh sát hình sự quốc tế. Demi ra ngoài đi. Nhìn cái gì? Chỉ có một cái áo chống. Em bảo vệ Demi chạy vào rừng ngay đi. Đi, bám theo tôi. Nằm xuống. Đi thôi Demi, trốn sau lưng tôi. Sơ Ngũ, Sơ Ngũ. Máy định vị. Sơ Ngũ, Sơ Ngũ. Không, không, không. Được thôi, tôi từ bỏ. Sơ Ngũ, không, không. Sơ Ngũ, không.
định vị Demi. Anh bảo vệ cô ấy dữ vậy, sao không thấy anh ân cần với em như thế? Em làm gì vậy? Anh đã nói không liên quan gì tới em mà. Cút đi. Không phải đã bảo em về nhà sao? Ai cho em tới? Em thích anh đó không được sao? Trung Quốc có một câu cổ ngữ, không có quy tắc thì không làm được gì. Không thể làm chuyện xấu, dù có bao nhiêu tiền. Chuyện chính nghĩa thì cho dù không có tiền, liều mạng cũng phải làm. Quan sát xung quanh để dễ chạy à? Cô gái thông minh đấy. Tôi thấy không khỏe. Bình tĩnh nhưng không gây hấn. Rơi vào tay người khác cũng không giận dữ. Tránh để kẻ địch tức giận. Cô rất thông minh. Xuất sắc như thế mà chỉ làm phóng viên thì tiếc thật. Vì sao ông không giết tôi? Chẳng trách Trương Thần lại chịu đi cùng với cô. Trong tình thế này mà còn có thể phân tích tình lợi hại đấy, đặc biệt là với một cô gái nhỏ như cô. Ông muốn làm gì? Cô yên tâm đi. Kẻ chủ mưu mà các cô muốn điều tra đã bị tôi giết chết rồi. Cho nên mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi là người quyết định ở vùng đất tự do. Người cứng đầu giống như Trương Thần. Tôi đã cho anh ta quá nhiều cơ hội rồi. Tiếc là anh ta không biết quý trọng. Đúng là đáng tiếc. Phải ra tay với anh ta thôi. Ừ, sợ hãi là một khởi đầu tốt đấy. Nếu cô thông minh, thì nên biết lợi ích khi hợp tác với tôi. Giữa chúng ta à? Tôi có thể làm được gì chứ? Công việc của cô, viết tin tức. Theo kế hoạch trước đây của các cô, viết một bài báo. Đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp phóng viên của cô đấy. Nhiệm vụ của phóng viên là tìm kiếm sự thật. Tất nhiên, vùng đất tự do bán người tị nạn. Đó là sự thật. Điều cô phải làm là không đề cập gì đến cảnh sát mà thôi. Che giấu phù hợp là rất quan trọng.
Người dân thường không cần biết nhiều như vậy. Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin cần thiết. Ông chủ, đây là kế toán của vùng đất tự do. Cậu ta sẽ giúp cô vạch trần những tội ác của vùng đất tự do, giao họ cho chính phủ xử lý, mà tất cả tiền bạc và của cải thật sự. Đều rơi vào tay ông. Ông cũng nhân cơ hội này rời sự chú ý của mọi người. Ông thông minh thế. Cô cũng thông minh mà. Nếu tôi không chịu thì sao? Tôi cũng có thể tìm người khác. Phiền phức duy nhất là họ không có thông tin đầy đủ bằng cô. Nhưng tôi còn thời gian. Vậy tôi có ích lợi gì chứ? Có thể giữ mạng đấy. Cô thấy sao? Không đủ. Viết báo trừ chứng cứ. Còn phải thấy được sự thật. Khiến người ta tin tưởng, cảm động và đồng cảm. Như vậy thì những điều anh muốn giấu sẽ an toàn hơn. Vào đi. Những đứa trẻ này đang được chuyển đi. Có thể giao chúng cho cảnh sát. Cô sẽ cứu được chúng. Cảnh sát thì lập được công. Trước khi trời sáng, tôi muốn thấy bài báo này. Nếu có cơ hội, mong chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Cô rất xinh đẹp. Tôi yêu cô mất rồi. Trong này không có mạng đâu. Cô đừng làm chuyện ngốc nghếch. Mau viết cho xong bài báo đi. Mọi người đều vui vẻ. Anh nên đổi công việc đi. Đây chẳng phải chuyện gì. Biết tại sao ông Marcus bảo cô không được nhắc tới cảnh sát không? Vì đó là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Là nguồn tiền tài cực lớn không thể từ bỏ được. Các anh sẽ bị phán xử. Chúa sẽ không tha thứ cho các anh. Đám tị nạn đó đâu phải là con dân của Chúa. Nhưng Chúa sẽ trừng phạt lũ xấu xa các người. Câm miệng và làm việc đi.
xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống, tiếp tục làm việc đi. Tôi biết là anh không sao mà. Tôi biết mà. Mau rời khỏi đây thôi. Đừng giết tôi. Anh đứng lên. Đừng giết tôi mà. Mau lên. Trong này có chứng cứ cảnh sát thông đồng với nhóm buôn người. Tôi phải mang chúng đi. Hơn nữa tôi đã viết một nửa bài báo rồi. Không thể mất được. Chúa không trừng phạt anh thì tôi trừng phạt anh. Cô đừng dính vào mấy chuyện giết người này. Cô vẫn làm phóng viên cho tốt đi. Không không, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Cúi xuống. Chờ ở đây nhé, gọi cho cảnh sát ngay đi. Trương Thần, anh thắng rồi. Lần sau tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tạm biệt. Các cháu ra ngoài đi. Các cháu an toàn rồi. Ra ngoài đi nào. Ra nào. Demi.
Có người cố gắng liều mạng vì cuộc sống, có người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, quan điểm sống khác nhau tạo ra xung đột và giết chóc. Chào. Chào cô. Chào. Lâu rồi không gặp. Sao anh lại ở đây? Vừa lúc đi ngang qua. Anh định đi đâu? Đưa Sơ Ngũ về nhà. Tiện đường tới chào từ biệt cô. Tôi tiễn anh, không cần đâu. Về sau tự mình bảo trọng nhé. Đừng thấy gì cũng bất chấp lao đầu vào. Vậy. Tạm biệt nhé. Trương Thần.